chào các bạn. Hôm nay Thành sẽ hướng dẫn các bạn bổ sung thêm vi sinh vật có lợi cho cây. Thì trên tay Thành đang cầm là chủng vi sinh vật Mycorrhiza và Trichoderma bacillus trong một viên nén 3-in-1 Thành nhập từ Tây Ban Nha. Thì ba cái chủng vi sinh này đặc biệt là chúng sẽ cộng sinh và tạo nên một cái sức mạnh toàn diện bảo vệ cho cây. Thì khi các bạn trồng cây ở nhà hoặc là lúc mới trồng mình không có bổ sung vi sinh vật có lợi cho cây, thì sau một thời gian trồng các bạn sẽ gặp tình trạng là cây nó chậm phát triển hoặc là bị đan thân, đan cành hay bị nấm bệnh. Đó là do cái môi trường đất của mình nó bị ảnh hưởng. Thì thông thường á, là bệnh á, từ đất mà ra. Ví dụ là mình bón nhiều phân bón hoặc bón nhiều loại quá, khi môi trường đất nó bị ảnh hưởng, bị nhiễm mặn. Thì cái môi trường đất nó bị nhiễm mặn thì vi sinh vật trong này nó không có hoạt động ổn định, hoặc là những cái chủng vi sinh vật nó không đúng, nó không làm tròn chức năng của nó là phân giải những cái phân bón dư thừa trong đất, cải tạo đất và phát triển bộ rễ. Trên tay Thành đang cầm là cái sản phẩm Roja Fungi của Cobeta độc quyền. Nó sẽ xử lý những cái tình trạng mà các bạn trồng hoa hồng hay gặp phải. Thì ở đây, đây là cái sản phẩm. Sản phẩm này độc quyền bên châu Âu. Nó sử dụng công nghệ vector tiên tiến nhất để mà xử lý những cái chủng vi sinh này. Những cái chủng vi sinh này ở trong này nó đang nằm ở dạng bào tử. Một viên này là nó chứa tới 650 bào tử. Và khi mà nó được đặt vào đất, nó sẽ kích hoạt những cái bào tử này và nó sẽ đẻ ra hàng tỷ cái vi khuẩn có lợi, giúp bảo vệ cây, xử lý tình trạng tồn dư phân bón trong đất, cải tạo đất, và đồng thời những cái bệnh giống như là đang bị thối rễ này, đan thân này, thì nó sẽ xử lý, nó sẽ cải tạo lại cái bộ rễ, tăng cái số lượng rễ lên và nó giúp cho cái cây của mình phát triển được toàn diện tốt hơn. Thì Thành sẽ hướng dẫn các bạn bón cái vi sinh này cho những cái cây mà mình đã trồng rồi ha. Thì ở đây, đối với chậu này là Thành xài tới 2 viên, tại vì chậu này nó lớn. Thì ở đây Thành đã bổ sung vi sinh từ trước rồi, thì cây nó đã lên rất là tốt. Thì đối với những cái chậu này đây, thì Thành sẽ bổ sung 2 viên vi sinh. Thì các bạn cách gốc ra khoảng 10 cm. Đây, 10 cm. Và đặt cái viên vi sinh này xuống một bên này ha. Đây, và mình đặt xuống đây nè. Các bạn có thể thấy rễ nè, rễ rất là nhiều, rễ rất là nhiều. Tại cái chủng này nó cộng sinh rễ, nó tạo ra nhiều rễ con hơn. Lắp lại và mặt bên này. Đây. Đây, ha. Đây, các bạn có thể thấy rễ nè, này. Thấy rễ nè ha. Rễ nè, rễ hoa hồng nè. Đó, rễ nè. Những cái rễ này là những cái rễ đúng nha. Nó ăn được dinh dưỡng thì nó sẽ đẻ ra cái dạng rễ xương cá. Còn những cái rễ mà chỉ có một cọng, nó dài lồng ngồng, nó bò đi kiếm đồ ăn đó, là cái đất mình có vấn đề, cây không hấp thụ được. Đây các bạn có thể nhìn thấy là rễ đặc lừ luôn rồi, thấy không? Được trước hình đã bỏ xử lý vi sinh rồi. Nên là rễ nó rất là phát triển. Đây, đặt một viên xuống và mình lắp lại thôi. Đó, lắp lại. Đây. Đó, thì Thành hướng dẫn rất đơn giản thôi. Bón vi sinh cho cây rất đơn giản thôi và rất là tiện lợi đó. Dạng viên nén mình cứ đặt vào thôi là xong ha. Ở đây thì có cái chủng Mycorrhiza mà David Austin người ta thường dùng khi mà trồng những cây hoa hồng mới. Thì khi mà mình trồng những cây hoa hồng mới, ví dụ như những cái cây này, thì khi mà mình đã cho đất vào chậu rồi thì mình đặt cái viên vi sinh lên trên và mình đặt cái chậu xuống thôi là xong rồi. Chỉ cần một viên duy nhất khi mà mình trồng chậu. Còn đối với những chậu lớn này thì bắt buộc mình cần 2 viên để cân đối hai bên, nó sẽ lan tỏa cái vi sinh ra và nó bảo vệ cái bộ rễ, nó cải tạo đất cho mình. Đó, thì các bạn thấy cái hiệu quả là sau 3 tuần mình xài, khi mà vi sinh vật nó đã hoạt động ổn định trong đất và nó tạo cái môi trường tốt cho cây. Đó, cây nó dễ hấp thụ phân bón, bộ rễ nó đã mạnh, thì sau 3 tuần hoặc là 2 tuần thôi là các bạn đã thấy là cái cây mình nó tiến triển rất là khác biệt rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.